không ai hiểu ý thức là gì hay ý thức vận hành như thế nào. Cũng chẳng có ai hiểu cơ học lượng tử, nhưng người ta vẫn tin rằng chúng liên quan đến nhau và nỗ lực đi tìm mối quan hệ ấy. Tôi không thể định nghĩa vấn đề thực sự ở đây là gì, bởi vậy tôi ngờ rằng chẳng có vấn đề gì cả, nhưng tôi không chắc có đúng là không có vấn đề hay không. Nhà vật lý người Mỹ Richard Feynman đã nói như vậy về các vấn đề hóc búa và những nghịch lý nổi tiếng trong cơ học lượng tử, lý thuyết mà các nhà vật lý đã sử dụng để mô tả các vật thể nhỏ bé nhất trong vũ trụ. Nhưng cũng có thể đó là ông đang nói về ý thức, một vấn đề không kém phần nan giải. Một số nhà khoa học tin rằng chúng ta đã hiểu được ý thức là gì, hoặc cũng có người cho rằng ý thức đơn thuần là một ảo tưởng. Nhưng rất nhiều nhà khoa học cảm thấy chúng ta vẫn chưa hề nắm bắt được nguồn gốc xuất xứ của ý thức. Vấn đề nan giải bất tử về ý thức thậm chí đã khiến một số nhà nghiên cứu dùng đến vật lý lượng tử để giải thích nó. Điều này hiển nhiên luôn vấp phải hoài nghi rằng thật không khôn ngoan khi dùng bí ẩn này để lý giải một bí ẩn khác. Tuy nhiên, những ý tưởng như vậy không hẳn là kỳ quặc và cũng không hề tùy hứng. Các nhà vật lý vẫn thường cảm thấy khó chịu trước thực tế là yếu tố ý thức xuất hiện trong lý thuyết lượng tử ngay từ thời kỳ đầu. Hơn nữa, các máy tính lượng tử được dự đoán là có khả năng hoàn thành những việc máy tính thông thường không thể, tương tự như cách trí não có thể làm được những điều vượt xa khả năng của trí tuệ nhân tạo. Ý thức lượng tử thường bị chế nhạo như một lời tán tỉnh huyễn hoặc, nhưng người ta vẫn không thể nào bác bỏ nó. Cơ học lượng tử là lý thuyết tốt nhất mà con người có khi mô tả thế giới ở cấp độ cơ bản của nguyên tử và các hạt hạng nguyên tử. Điều đặc biệt bí ẩn nổi tiếng nhất của nó là thực tế rằng kết quả của một thí nghiệm lượng tử có thể thay đổi tùy thuộc vào việc chúng ta có đo đạc tính chất nào đó của các hạt tham gia thí nghiệm hay không. Hiện tượng này có tên gọi là hiệu ứng người quan sát, từng khiến các nhà lý thuyết lượng tử tiên phong vô cùng bối rối. Có vẻ như nó phá hại giả định cơ sở ẩn sau tất cả các ngành khoa học rằng có một thế giới khách quan ngoài kia không phụ thuộc vào chúng ta. Nếu sự vận hành của thế giới tùy thuộc vào cách chúng ta quan sát nó, thì khái niệm hiện thực thật ra đâu còn ý nghĩa gì. Một số nhà nghiên cứu cảm thấy bị ép buộc phải kết luận rằng tính khách quan thực ra chỉ là một ảo ảnh, rằng ý thức phải được coi như một tác nhân tham gia chủ động trong lý thuyết lượng tử. Với số khác, điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Chắc chắn, Albert Einstein đã từng phàn nàn rằng mặt trăng đâu chỉ tồn tại khi chúng ta nhìn nó. Ngày nay, một số nhà vật lý nghi ngờ rằng dù yếu tố ý thức có ảnh hưởng lên cơ học lượng tử hay không, có lẽ thực tế là ý thức tồn tại chính nhờ cơ học lượng tử. Họ tin rằng lý thuyết lượng tử là điều không thể thiếu để giải thích đầy đủ sự vận hành của bộ não. Có lẽ, cũng như các đối tượng lượng tử có thể đồng thời hiện hữu ở hai vị trí, một trí não lượng tử cũng có thể giữ hai ý tưởng loại trừ lẫn nhau tại cùng một thời điểm. Sự xâm nhập nổi tiếng nhất của trí não vào cơ học lượng tử đến từ thí nghiệm hai khe hẹp. Tưởng tượng rằng ta chiếu một tia sáng trước một màn chứa hai khe hẹp song song. Một phần ánh sáng đi qua các khe và được hứng bởi một màn chắn phía sau. Ánh sáng có thể được coi như một dạng sóng, và khi các sóng hiện ra sau hai khe, chúng có thể giao thoa với nhau. Nếu các đỉnh sóng trùng nhau, chúng sẽ cộng hưởng, còn nếu một đỉnh và một hõm trùng nhau, thì chúng sẽ triệt tiêu nhau. Sự giao thoa các sóng này được gọi là hiện tượng nhiễu xạ. Nó tạo ra một dãy luân phiên các dải sáng tối trên màn chắn sau khi các sóng ánh sáng cộng hưởng và triệt tiêu nhau. Thí nghiệm này được hiểu như một đặc tính của các sóng trong suốt 200 năm trước khi lý thuyết lượng tử xuất hiện. Thí nghiệm hai khe cũng có thể thực hiện được với các hạt lượng tử như electron, loại hạt vi mô mang điện cố thành nên nguyên tử. Những hạt này cũng có thể hành xử như sóng, nghĩa là chúng cũng có thể trải qua sự nhiễu xạ khi một dòng các hạt electron đi qua hai khe hẹp tạo ra giao thoa. Giả sử các hạt lượng tử được gửi qua các khe lần lượt mỗi hạt một lần, rồi lần lượt đập vào màn chắn phía sau. Giờ đây rõ ràng chẳng có gì trên đường đi của mỗi hạt để nó có thể giao thoa, nhưng quy luật các điểm va chạm của mỗi hạt theo thời gian đều là các dải giao thoa. Có vẻ như thí nghiệm này ngụ ý rằng mỗi hạt đều đồng thời đi qua cả hai khe và tự giao thoa với chính nó. Sự kết hợp của việc đi qua cả hai đường ở cùng một thời điểm này được gọi là một trạng thái trồng chập. Nhưng điều tiếp theo sau đây mới thực sự là kỳ dị. Bằng cách đặt một máy dò bên trong hoặc ngay sau một khe, ta có thể phát hiện ra hạt vi mô có đi qua nó hay không. Tuy nhiên, trong trường hợp này, sự giao thoa biến mất. Đơn giản chỉ với việc quan sát đường đi của hạt, ngay cả khi sự quan sát này không làm nhiễu chuyển động của hạt, chúng ta đã thay đổi kết quả thí nghiệm.
nhà vật lý Pars của Jordan, người đã làm việc cùng với bậc thầy lượng tử Niels Bohr ở Copenhagen vào những năm 1920, đã kết luận rằng sự quan sát không chỉ làm nhiễu cái cần được đo, chúng còn định dạng ra nó nữa. Chúng ta đã ép một hạt lượng tử phải mang một vị trí xác định. Nói cách khác, chính chúng ta đã định đoạt kết quả thí nghiệm. Nếu như vậy, hiện thực khách quan có vẻ như là điều không tồn tại. Và thậm chí nó còn trở nên kỳ lạ hơn. Nếu tự nhiên có vẻ như đang thay đổi hành vi của nó, tùy thuộc vào việc chúng ta có quan sát nó hay không, ta có thể lừa nó tiết lộ mục đích của mình. Để làm vậy, ta có thể đo xem hạt đi qua khe nào trong hai khe, nhưng chỉ khi nó đã đi qua hai khe ấy. Từ đó, nó hẳn đã phải quyết định sẽ đi một hoặc cả hai đường. Một thí nghiệm như vậy do nhà vật lý Mỹ John Wheeler đề xuất vào những năm 1970 được gọi là sự lựa chọn bị trì hoãn và được thực hiện trong thập kỷ tiếp theo. Sử dụng các kỹ thuật thông minh để thực hiện những phép đo trên quỹ đạo của các hạt lượng tử, thường là các hạt lượng tử ánh sáng, còn gọi là photon, sau khi chúng đã chọn đi một đường hay là một chồng chập của cả hai đường. Thực tế hóa ra cũng như Bohr đã tự tin tiên đoán, không có gì khác biệt trong chuyện chúng ta có trì hoãn phép đo hay không. Cứ khi nào chúng ta đo đường đi của photon trước khi nó chạm đến máy dò là tất cả hiện tượng giao thoa biến mất. Cứ như thể tự nhiên không chỉ biết khi bị chúng ta quan sát mà còn ngay cả từ khi chúng ta dự định quan sát nữa. Trong những thí nghiệm này, bất cứ khi nào thấy đường đi của một hạt lượng tử đám mây, những đường đi của nó chập lại thành một trạng thái đơn lẻ để xác định cụ thể. Hơn thế, thí nghiệm sự lựa chọn bị trì hoãn ngụ ý rằng chỉ riêng hành động quan sát, chứ không tính đến bất kỳ sự gây nhiễu cụ thể nào gây ra bởi phép đo có thể gây ra sự chập lại. Nhưng phải chăng điều này có nghĩa rằng sự chập lại thực sự chỉ xảy ra khi kết quả của một phép đo chạm vào nhận thức của chúng ta? Khả năng này được nhà vật lý người Hungary Eugene Wigner thừa nhận vào những năm 1930 rằng nó có nghĩa là những ấn tượng đi vào nhận thức của tôi sẽ ảnh hưởng tới việc mô tả lượng tử các đối tượng. Thuyết duy ngã có thể nhất quán một cách logic với cơ học lượng tử hiện tại. Wheeler thậm chí còn hình dung sự hiện hữu sinh vật vốn có khả năng nhận biết đã biến thứ trước đó là một chồng chập những quá khứ lượng tử thành một lịch sử cụ thể. Ngày nay, các nhà vật lý vẫn chưa đồng thuận xem đâu là cách tốt nhất để giải thích các thí nghiệm lượng tử này và ở một mức độ nào đó tự bản thân bạn có thể tùy chọn cho mình ý nghĩa của chúng. Nhưng dù là cách này hay cách khác, thật khó để lờ đi ngụ ý rằng ý thức và cơ học lượng tử có liên quan với nhau theo một cách bí ẩn nào đó. Đến đầu những năm 1980, nhà vật lý người Anh Roger Penrose đã đề xuất rằng mối liên quan này có thể theo một hướng khác. Dù nhận thức có ảnh hưởng lên cơ học lượng tử hay không, có lẽ cơ học lượng tử vẫn luôn có vai trò trong ý thức. Có những cấu trúc kiểu phân tử trong trí não của chúng ta có khả năng thay đổi trạng thái của chúng để đáp lại một sự kiện lượng tử đơn lẻ thì sao? Liệu những cấu trúc này có thể gắn với một trạng thái chồng chập không? Và liệu có thể rằng các trạng thái chồng chập lượng tử ấy cũng xuất hiện trong những phương thức kích hoạt các neuron thông tin cho nhau qua các tín hiệu điện hay không? Có lẽ khả năng duy trì những trạng thái tinh thần có vẻ như không tương thích của chúng ta không phải là điều dị thường của ý thức mà là một hiệu ứng lượng tử thực sự. Sau cùng, trí não con người có vẻ như có khả năng xử lý các quá trình ý thức, thực hiện những nhiệm vụ tính toán bất khả thi, vượt xa khả năng của các máy tính thông thường vốn sử dụng logic kỹ thuật số cổ điển